chào các bạn nhỏ, mình tên là Neo. Các bạn nhỏ ơi, trước khi chúng ta bắt đầu ngồi vào đàn thì các bạn hãy nhớ mình phải rửa tay thật sạch và cắt móng tay nha. Vì sao ư? Hãy tưởng tượng xem nếu tay mình mà dơ á, thì mỗi lần mình đàn xong, cây đàn sẽ càng dơ hơn. Đến một lúc thì nó sẽ thành thế này. Còn nếu mình không cắt móng tay hàng tuần thì khi mình đàn nó sẽ bị gãy như thế này này. Sau khi chuẩn bị xong các bước trên thì bây giờ chúng ta đã có thể sẵn sàng tập đàn được rồi. Để tập đàn tốt thì ta cần có một tư thế ngồi đàn cho đúng, cho đẹp đúng không nào? Sau đây, Neo sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ tư thế ngồi đàn cho đúng nha. Tư thế ngồi đàn đúng của mình như sau. Lưng phải thẳng nè. Thả lỏng vai, nếu không sẽ xấu, rồi sau này còn bị gù lưng nữa đó nha. Đáng sợ quá. Tiếp theo, khuỷu tay chúng ta để ngang phím đàn nha. Như thế này nè. Chú ý khoảng cách khuỷu tay là ngang bụng và từ vai xuống cánh tay, hơi đưa ra phía trước nha. Đó, như vậy là chúng ta có tư thế ngồi đàn đúng rồi đó. Các em hãy nhớ thật kỹ nha. Ba mẹ ơi, xin ba mẹ hãy cùng lưu ý để giúp đỡ các em có được tư thế ngồi đúng và thật là đẹp nha. Tiếp theo cũng là một phần vô cùng quan trọng khi tập đàn đó nha. Đó là về các ngón tay của chúng ta. Nào, hãy đặt tay lên đàn và cong ngón tay lên, tạo thành hình giống như một cây cầu vậy đó. Đây là tư thế chuẩn để chúng ta có thể tận dụng được tối đa lực của ngón tay, mà đàn lại rất thoải mái nữa. Đó, các bạn thấy chưa kìa? À, các bạn lưu ý một số điểm nhỏ xíu này nha. Là chúng ta hãy cong ngón lên, chạm phím đàn bằng đỉnh ngón tay. Và đừng có nhúng cổ tay nha. Đừng có đàn sai như thế này. Như vậy tiếng đàn sẽ không có hay đâu đó. Các bạn hãy nhớ giữ tư thế cây cầu, cong ngón, chạm đàn bằng đỉnh ngón và không nhúng cổ tay. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tư thế tay cơ bản rồi. Ở thời điểm bắt đầu học, các bạn nên giữ tư thế này. Có vậy, lực ngón sẽ tốt, tiếng đàn của chúng ta sẽ hay ơi là hay luôn. Thật là thích phải không nào? Còn bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Các bạn nhỏ hãy nhớ đón xem clip tới của chúng mình nha. Sẽ có nhiều bài học bổ ích cho chúng ta về piano đó. Cảm ơn các bạn cùng các ba mẹ đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.